Rồi, hãy xin chào mọi người chồng ha. Clip các bạn đang xem đó là cái thao cá rất là đẹp luôn các bạn. Cái lô cá trắng đỏ mình sẽ gửi về cho anh Chí ở quận 9 ha các bạn. Rất là cảm ơn anh Chí ủng hộ cá với mình. Và đây là cái lô cá mà anh đặt theo yêu cầu là chỉ lấy màu trắng đỏ và thêm vào đó là vài em cá màu vàng thôi. Nói chung chủ đạo sẽ là màu trắng đỏ và không có lẫn một cái em cá nào mà có dấu chấm đen ở trên người cả. Chỉ có trắng đỏ và màu vàng thôi. Đó, thì đây là cái số lượng tầm cỡ khoảng 50 bé mình đang bắt đầu mà mình soạn và mình gửi về cho quận 9 ha các bạn. Thì bên mình thì có rất là nhiều dòng cá khác nhau, tùy vào cái yêu cầu của các bạn mà mình có thể về cho các bạn theo đúng như cái yêu cầu luôn, từ kích cỡ nè, từ màu sắc nè, từ chủng loại nè, từ cái độ mà chất lượng của con cá thì đều được cả ha các bạn. Đó, thì cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành luôn, cho nên là các bạn cứ yên tâm, dù các bạn ở đâu xa hay tất cả mọi nơi, mình sẽ tìm cái phương thức vận chuyển nó tốt nhất, nó ok nhất để có thể gửi cá đến tận tay những các bạn ha. Thì đối với cái lô cá này là lô cá đi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là mình sẽ đóng trong cái bao tương đối là nó to và cho shipper nhận bao cá này và gửi tới tận nơi ha các bạn. Còn đối với các bạn ở tỉnh thì cá sẽ được bảo quản trong thùng xốp, sau đó gửi nhà xe hoặc là gửi máy bay tùy vào cái địa phận của các bạn. Đó. Bên mình hiện tại thì đang có dòng cá koi mini, dòng cá koi sắc màu kích thước 15-17cm ha. Còn cá kích thước size lớn hơn thì tạm thời bên mình hết. Vài hôm nữa khi mà công việc ổn định mình sẽ về cái dòng cá size lớn cho các bạn nha. Thì hiện tại cá con mini mà loại nhỏ nhỏ nhí nhí á các bạn, bên mình về rất là nhiều và cá rất là đẹp nha. Bạn nào mà chưa biết cái dòng cá con mini đó thì các bạn xem lại những clip mình đăng vài ngày trước. Cái lô cá đó rất là ok luôn các bạn, rất là đẹp luôn và cá đang rất là khỏe. Đó, 480 cành cho 100 bé, cực kỳ là mềm luôn. Ngày mai mình sẽ lên lại cái clip dòng cá con mini này cho các bạn nào mà chưa biết chưa xem ha. Rồi, chúc các bạn một ngày cuối tuần chủ nhật thật là vui vẻ và may mắn. Chúc các bạn đầu tuần thật là tràn đầy năng lượng nha.